Chào các em, hôm nay cô trò chúng ta sẽ là đến với một cái bài tiếng Việt của chương trình ngữ văn 8 nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, các em thường hay là trò chuyện với nhau, nói với nhau những cái câu như là hôm nay bạn có lên trường không? Thì mình các em sẽ trả lời là mình không đến trường. Vậy thì khi em nói là mình không đến trường là em đã sử dụng một dạng câu trong tiếng Việt và câu đó là câu phủ định. Vậy thì thế nào là câu phủ định? Về mặt đặc điểm hình thức và chức năng thì câu phủ định nó sẽ có những cái đặc điểm hình thức nào, chức năng nào? Để biết điều đó, hôm nay cô trò chúng ta sẽ đến với bài câu phủ định. Ở bài câu phủ định, chúng ta sẽ đi 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là đặc điểm hình thức và chức năng. Nội dung thứ hai là luyện tập về câu phủ định. Và cái nội dung thứ ba là hướng dẫn, cô sẽ hướng dẫn các em tự học ở nhà. Trước hết, chúng ta sẽ đi vào đặc điểm hình thức và chức năng. Các em nhìn lên màn hình, các em sẽ thấy là cô đưa cho các em ví dụ 1 là có 4 câu. Câu thứ nhất, Nam đi Huế. Câu thứ hai, Nam không đi Huế. Câu thứ ba là Nam chưa đi Huế. Và câu thứ tư là Nam chẳng đi Huế. Thì ở cái 4 câu này, thì ở câu thứ nhất, từ câu thứ nhất cho đến câu thứ tư, thì người ta hỏi các em là các câu B, C, D có đặc điểm hình thức gì khác với câu A? Và những câu này có gì khác với câu A về chức năng? Các em thấy ở 4 câu, khi ta đối chiếu B, C, D với A, ta dễ dàng nhận ra là B, C và D đã sử dụng cái nhóm phó từ phủ định gồm 3 từ, đó là không, chưa, chẳng. Và đây là điểm khác về hình thức giữa ba câu B, C, D với câu A. Ở câu A, các em thấy là cái sự việc Nam đi Huế là cái sự việc không diễn ra. Cho nên câu A là xác nhận, xin lỗi. Ở câu A thì việc Nam đi Huế là sự việc có diễn ra. Và cái sự việc này là cái sự việc được xác nhận. Vì vậy câu này là câu khẳng định. Cái ý của nó là khẳng định. Ở B, C và D thì cả ba câu này là xác nhận sự việc không có diễn ra. Và cả ba câu mang ý phủ định. Từ việc tìm hiểu ví dụ 1, ta đi đến một cái nhận xét. Đó là ba câu B, C, D nó có phó từ phủ định. Thì cái phó từ phủ định này nó chính là đặc điểm hình thức để nhận dạng câu phủ định. Vậy thì đến đây cô chốt lại nè. Câu phủ định về đặc điểm hình thức thì nó phải có từ ngữ phủ định thì nó mới được xác định là câu phủ định. Về mặt chức năng thì câu phủ định có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng miêu tả. Các em thấy ở đây cô cho 4 câu. Cái câu Nam không đi Huế là ở cái ví dụ 1 cô đưa qua. Còn lại 3 câu nữa là Nam không phải là em tôi, Nam đi Huế không phải bằng tàu, Nam làm việc đó không sai. Thì ở câu Nam không đi Huế là miêu tả sự việc. Còn miêu tả sự vật là Nam đi Huế không phải bằng tàu. Còn chỉ quan hệ thì Nam không phải là em tôi. Và về mặt tính chất thì Nam làm việc đó không sai. Thì đây là chức năng thứ nhất của câu phủ định, chức năng miêu tả. Ta sang qua chức năng thứ hai. Các em nhìn lên màn hình và các em đọc dùm cô có ví dụ thứ hai. Thầy sò voi bảo, tưởng con voi như thế nào, hóa ra nó sun sun như con đĩa. Thầy sò nhà bảo, không phải, nó chần chẩn như cái đòn càng. Thầy sò tai bảo, đâu có, nó bè bè như cái quạt thóc. Và đây là chuyện dân gian, thầy bói xem voi mà em đã học từ năm lớp 6. Trong cái chuyện cổ dân gian này,
Các em thấy là người ta biểu em là người ta biểu em đi tìm những câu nào có từ ngữ phủ định, rồi các thầy dùng những câu có từ ngữ phủ định dùng để làm gì? Thì những câu có từ ngữ phủ định đó là câu không phải, nó chần chẩn như cái đòn càng, và cái câu là đâu có. Các thầy dùng những cái từ ngữ, dùng câu có từ ngữ phủ định thì dùng để làm gì? Rõ ràng ở đây dựa vào truyện thì ta thấy là các thầy đang phản bác ý kiến của nhau. Như vậy chức năng thứ hai của câu phủ định đó là phản bác ý kiến, nhận định của người đối thoại. Và cái chức năng này thường là sử dụng nhiều trong những cuộc hội thoại. Vậy thì đến bây giờ cô sẽ chốt lại nha về cái chức năng của câu phủ định. Về chức năng thì câu phủ định có hai chức năng. Nếu như câu thông báo xác nhận không có sự việc thì nó là ở chức năng miêu tả, nghĩa là phủ định miêu tả. Còn khi sử dụng những cái cụm từ như là không phải, đâu có, thì cái chức năng này, những cái từ này nó thể hiện cái chức năng là phủ định bác bỏ. Chúng ta chuyển sang phần luyện tập nhé các em. Trước khi qua phần luyện tập thì cô nhắc lại với các em là câu phủ định là câu thông báo sự việc không xảy ra, không diễn ra. Về mặt chức năng thì có hai chức năng, đó là chức năng miêu tả và chức năng phủ định bác bỏ. Ta đến với bài tập 1 nha. Trong tất cả các câu sau đây, câu nào là câu phủ định bác bỏ, vì sao? Bây giờ ta đi vào câu thứ nhất, câu A. Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau đến dự lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ. Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai. Theo Lý Lan và trích từ Cổng trường mở ra. Thì trong cái ví dụ A này có thể là hai câu. Thì cái câu thứ hai chính là cái câu sử dụng cái hình thức của câu phủ định. Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai. Vì sao ta xác định đây là câu phủ định bác bỏ? Thứ nhất, dựa vào hình thức thì ta thấy có từ không. Và dựa vào cái ý nghĩa của hai cái mối quan hệ ý nghĩa giữa hai câu thì ta nhận ra, ta dễ dàng nhận ra là câu thứ hai đang là phủ định bác bỏ cái suy nghĩ của mọi người. Khi mà các quan chức nhà nước vào buổi sáng đến cái là dự ngày khai trường thì họ cho rằng cái việc làm đó là không thể xảy ra, không có xảy ra. Nhưng thực sự ở câu thứ hai thì các em thấy là câu thứ hai đã khẳng định, xin lỗi, đã phủ định là những quan chức nhà nước là họ khẳng định là không có ưu tiên nào lớn hơn là ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai. Ở câu B, tôi an ủi lão, cụ cứ tưởng thế đấy, chứ nó chả hiểu gì đâu. Vả lại, ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt, ta giết nó chính là ta hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác. Nam Cao trích từ truyện Lão Hàm. Thì câu phủ định bác bỏ ở trong cái ví dụ B này là vả lại, ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt, nó là phủ định bác bỏ. Vì trước hết nó có hình thức của cái câu phủ định là từ chả. Và ở đây là Lão Hà đang cái là phủ định bác bỏ cái ý kiến của ông giáo.
Ở câu C. Không, chúng con không đói nữa đâu. Hai đứa ăn hết ngần kia củ khoai thì nó mông bụng ra rồi, còn đói gì nữa? Của Ngô Tất Tố và trích từ tác phẩm Tắt Đèn. Câu phủ định bác bỏ ở đây là không, chúng con không đói nữa đâu. Thì cái câu này là câu của cái Tí phủ định cái ý kiến của mẹ nó là chị Dầu. Bây giờ ta sang bài tập số 2, trang 53. Các em hãy cho biết các câu sau có ý nghĩa phủ định không? Vì sao? Đọc câu không có từ ngữ phủ định mà có ý nghĩa tương đương. Như vậy ở bài số 2 có thể là 2-3 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là các em xác định các câu đó có phải là câu mang ý nghĩa phủ định không? Yêu cầu thứ hai là các em phải lý giải vì sao. Và yêu cầu thứ ba là em đặt một câu không có từ ngữ phủ định nhưng mà nghĩa của nó phải tương đương. Để ở đây câu A người ta cho là câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải là không có ý nghĩa, trích trong cái ý nghĩa văn chương của tác giả Hoài Thanh. Thì ở câu A này là các câu không có ý nghĩa phủ định. Vì sao vậy? Vì các em thấy có hai cái cụm từ, hai cái là cụm từ không phải, không. Và ở câu B, tháng 8 hồng ngọc đỏ, hồng hạt vàng, không ai không từng ăn trong Tết Trung Thu, ăn nó như ăn cả mùa thu vào lòng, vào dạ. Trích từ Hỏa Tôm của Băng Sơn. Thì ở câu B này, chúng ta thấy có hai từ là không, không. Ở câu C người ta cho là từng qua thời thơ ấu ở Hà Nội, ai chẳng có một lần ngẩng cổ nhìn lên tán lá cau hút mà ngắm nghía một cách ước ao chùm sấu non xanh, hay thích thú chia nhau nhắm nhát món sấu dầm bán trước cổng trường. Trích từ Cây Sấu Hà Nội của tác giả tại Việt Anh. Thì ở câu C cái mắt gặp cái từ ai đi với lại cái phó từ phủ định là từ chẳng. Ở đây cả ba câu về mặt hình thức, như cô vừa nói ở trên, là khi nó có phó từ phủ định thì nó là câu phủ định. Nhưng cái ý nghĩa của cả ba câu này không phải là ý nghĩa phủ định mà là khẳng định. Bây giờ chúng ta sang qua cái yêu cầu thứ ba của bài tập số 2 nha. So sánh các câu trong bài tập 2 với các câu ta vừa đọc. Câu A là câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải là không có ý nghĩa. Thì câu có ý nghĩa tương đương là câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song có ý nghĩa. Ở câu B, câu phủ định là tháng 8 hồng ngọc đỏ, hồng hạt vàng, không ai không từng ăn trong Tết Trung Thu, ăn nó như ăn cả mùa thu vào lòng vào dạ. Câu có ý nghĩa tương đương là tháng 8 hồng ngọc đỏ, hồng hạt vàng, ai cũng từng ăn trong Tết Trung Thu, ăn nó như ăn cả mùa thu vào lòng vào dạ. Còn cái câu C là từng qua thời thơ ấu Hà Nội, ai chẳng có một lần ngẩng cổ nhìn lên tán lá cau hút mà ngắm nghía một cách ước ao chùm sấu non xanh, hay thích thú chia nhau nhắm nhát món sấu dầm bán trước cổng trường. Câu có nghĩa tương đương là từng qua thời thơ ấu Hà Nội, ai chẳng có một lần ngẩng cổ nhìn lên tán lá cau hút mà ngắm nghía một cách ước ao chùm sấu non xanh, hay thích thú chia nhau nhắm nháp món sấu dầm bán trước cổng trường. Còn bây giờ ta sẽ sang qua bài tập số 3, trang 54. Các em xét câu văn sau và trả lời câu hỏi. Chốt không dậy được nữa, nằm thôi thớp, trích từ Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Nếu Tô Hoài thay từ phủ định không bằng chưa thì nhà văn phải viết lại câu văn này như thế nào? Nghĩa của câu có thay đổi không? Câu nào phù hợp với câu chuyện hơn? Vì sao? Nếu ta sử dụng từ chưa thay cho từ không thì cái câu viết lại là chốc chưa dậy được nữa, nằm thoi thóp. Nghĩa của hai câu này không đổi. Nhưng
Khi các em sử dụng từ không thì cái hành động chưa của giới chót là không thực hiện được nữa, nghĩa là không xảy ra. Còn khi ta sử dụng từ chưa thì cái hành động dạy của giới chót ngay thời điểm này, ngay thời điểm hiện tại là không thực hiện được, nhưng ở tương lai có thể cái hành động dạy sẽ được thực hiện. Thì với cái hai câu này thì ta sẽ sử dụng là cái câu của nhà văn Tô Hoài đó là phù hợp hơn. Bây giờ cô sang phần lưu ý. Thì cô lưu ý các em là cô lưu ý phần này ở bài tập số 2. Có nghĩa là khi mà cái từ phủ định đi với từ phủ định thì cái ý nghĩa nó sẽ khẳng định, nghĩa là không đi với không thì ý nghĩa khẳng định. Còn khi một cái từ nghi vấn nó đi với một cái phó từ phủ định thì nó cũng ra ý nghĩa khẳng định. Cái kiểu câu này về mặt ý nghĩa nó không phải là câu phủ định nhưng có thể được dùng để biểu thị ý nghĩa phủ định. Bài tập thứ tư, trang 54. Người ta hỏi các em là những câu sau có phải là câu phủ định không? Những câu này dùng để làm gì? Và đặt câu có ý nghĩa tương đương. Câu A, đẹp gì mà đẹp? Câu B, làm gì có chuyện đó? Câu C, bài thơ này mà hay à? Và câu D, cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? Thì các em thấy ở đây, ở câu thứ nhất, ta đặt câu có nghĩa tương đương đó là không đẹp tí nào. Và ở đây ta có cái từ là từ phủ định, đó là từ không. Làm gì có chuyện đó thì ta đặt câu có nghĩa tương đương là không thể có chuyện đó được. Và phó từ phủ định là từ không. Câu C, bài thơ này mà hay à? Và câu có nghĩa tương đương là bài thơ này chẳng hay chút nào. Phó từ phủ định là từ chẳng. Và câu D, cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? Câu có nghĩa tương đương là tôi đâu có sung sướng gì. Thì ở đây phó từ phủ định là từ đâu? Thì các em thấy ở đây tất cả những câu này nó không phải là câu phủ định, nhưng mà nó lại dùng để biểu thị ý nghĩa phủ định. Vậy thì ở bài tập 2 cũng như ở bài tập thứ 4, các em thấy là cái câu phủ định được dùng rất là đa dạng. Và dùng nó như thế nào là nó tùy vào cái khả năng của từng em, cái cách diễn đạt ý, cái ý đồ diễn đạt của từng em. Đến đây thì cô chốt lại cái bài ngày hôm nay. Cái bài câu phủ định về mặt hình thức thì các em thấy rõ ràng là nó phải chứa các từ ngữ phủ định thì nó mới được gọi là câu phủ định. Và đây là phần quan trọng nhé các em. Nếu muốn xác định nó là câu phủ định thì các em phải dựa vào đặc điểm hình thức này. Về mặt chức năng thì nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là thông báo xác nhận không có sự việc, sự vật hoặc là quan hệ tính chất. Cái này ký ở cái thông chức năng thứ nhất nó chính là phủ định miêu tả. Còn chức năng thứ hai là chức năng bác bỏ. Thì ở đây là bác bỏ một ý kiến hoặc một nhận định. Về kiểu loại câu phủ định thì ta sẽ có hai cái kiểu câu phủ định, đó là phủ định miêu tả và phủ định bác bỏ. Nghĩa là hai cái kiểu câu này là người ta dựa vào chức năng để người ta gọi tên nó. Cô sang ba la mã hướng dẫn tự học ở nhà. Trước hết ở cái bài câu phủ định, các em phải nắm được các đặc điểm về hình thức và chức năng của câu phủ định. Các em hoàn thành bài tập 5, 6 trong sách giáo khoa trang 54. Thì ở cái bài tập 6, người ta yêu cầu các em là viết đoạn văn có sử dụng kết hợp một số kiểu câu đã học, trong đó bắt buộc có câu phủ định. Để làm bài này, các em phải xác định đầu tiên là đề tài. Cái thứ hai là em đặt trước một câu phủ định, rồi sau đó các em bắt đầu triển khai đoạn văn. Phần soạn bài thì em soạn cái bài chương trình địa phương, phần tập làm văn.
Và ở đây các em chú ý cho cô hai điểm. Thứ nhất là em phải tìm hiểu về một danh lam thắng cảnh ở địa phương em. Thứ hai là các em phải chuẩn bị nha và trình bày cái văn bản thuyết minh về danh lam thắng cảnh đó. Bài của cô đến đây là hết. Chúc các em là học tốt.